sao nha. Nghỉ 2 phút đi. Nghỉ 2 phút không nói gì được không ạ? Thay đổi nào. Để cô biết tên lên bảng ấy. Cô ghi cả tên em nha, cô ghi tên mấy chiều nha. Cô yêu tất cả các bạn bằng giọng Nghệ An nha. Cô yêu tất cả các bạn